Chào các bạn, sau đây đọc tài liệu xin gửi tới các bạn bài văn mẫu phân tích đoạn 1 Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, qua đó giúp bạn có thêm tài liệu khi học môn ngữ văn lớp 10. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, giờ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Năm 1814, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại rừng núi Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau 10 năm chiến đấu gian lao và anh dũng, quân ta đã quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc. Đầu năm 1428, Nguyễn Trãi đã thay Lê Lợi viết bài Bình Ngô Đại Cáo, tổng kết những chiến công oanh liệt trong 10 năm kháng chiến và tuyên bố Đại Việt bước sang một kỷ nguyên mới, muôn thuở nền Thái Bình vững chắc. Phần đầu Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, đồng thời ca ngợi nền văn hiến lâu đời, rực rỡ của Đại Việt. Nhân nghĩa là mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Yên dân, điếu phạt, trừ bạo là cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa, tất cả đều hướng về con người, về nhân dân đang bị áp bức lầm than. Thương dân, đánh kẻ có tội, điếu phạt. Tiêu diệt lũ tham tàn, bạo ngược, trừ bạo. Cứu nhân dân thoát khỏi chết chóc đau thương, đem lại cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho nhân dân, yên dân, đó là việc nhân nghĩa. Nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến là một tư tưởng vô cùng cao đẹp, đánh giặc để cứu nước, cứu dân, vì độc lập của đất nước, vì tự do, hạnh phúc, hòa bình của nhân dân. Việc nhân nghĩa nên rất chính nghĩa, nhân nghĩa là sức mạnh vô địch để chiến thắng quân cuồng minh. Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Nhân dân ta giàu nhân nghĩa nên lấy nhân nghĩa để xây dựng và phát triển nền văn hiến lâu đời, rực rỡ của Việt Nam. Nếu ở Nam Quốc Sơn Hà, Lý Thường Kiệt chỉ mới nói đến sông núi nước Nam là nơi Nam đế cư, lãnh thổ thiêng liêng ấy đã được định phận rõ ràng ở sách trời, thì ở Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đứng lên đỉnh cao thời đại Bình Ngô đã có một cái nhìn mới và sâu sắc, toàn diện về đất nước, nhân dân Đại Việt. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn dựng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Nước Đại Việt đâu phải man đi mọi dợ, mà rất đáng tự hào. Có nền văn hiến đã lâu, có lãnh thổ, núi sông, bờ cõi, có thuần phong mỹ tục, có nền độc lập trải qua nhiều triều đại, xưng đế một phương, có nhân tài hào kiệt. Năm yếu tố ấy hợp thành đã tạo nên tầm vóc Đại Việt, sức mạnh Đại Việt để đánh bại mọi âm mưu xâm lược bành trướng của Thiên Triều, lập nên bao chiến công chói lọi. Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Giọng văn đĩnh đạc hào hùng, lý lẽ sắc bén đanh thép và lối diễn đạt sóng đôi, cân xứng của những câu văn biển ngẫu đã khẳng định và ngợi ca tầm vóc lịch sử lớn lao của Đại Việt, biểu lộ một ý chí tự cường dân tộc cao độ. Phần mở đầu đã góp phần thể hiện tuyệt đẹp giá trị tư tưởng và nghệ thuật của Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn độc lập, áng thiên cổ hùng văn của dân tộc.